mới lên phố và có một cái cuộc hẹn của em sau cái buổi trận gôn vừa vừa rồi trước, buổi vâng mà em tổ chức. Trận gôn em thu tiền đấy, em nhớ. Em nhớ. Vâng, em mất tiền đấy. Nhưng mà anh phải đấy đánh ngay lập quá. Tức, bởi vì anh biết em có những chiếc xe phải nói là tuyệt vời, nó là những cái cỗ máy cơ khí vâng ạ. điện tử và rất nhiều những cái trang bị cao cấp. Như chiếc 911 này hay là cái vâng ạ. trước đây một vài người bạn cũng có hỏi anh rằng là mua một chiếc Ken như thế này hay là một chiếc 911 này chúng ta thường trang bị những gì, Vâng. thì hầu hết là mình nói thôi có như ông Đức mời qua chứ còn gì nữa, Đúng rồi tư ạ. vấn đúng không? Cứ mời Đức qua là Đức tư vấn tận tình sát sao hết. Nhưng Thiếu gì sau cả. khi mà giao lưu với em hai trận gôn Vâng. thì anh mới thấy nhận ra thiếu sót rất lớn của mình Là gì ạ? là quên tư vấn những cái món đồ như thế này, một cái trang bị À. không thể thiếu, anh nghĩ rằng không thể thiếu. Đấy là đồng hồ đúng không anh? Đúng rồi, Vâng. đây là chiếc đồng hồ Patek Philippe. Patek Philippe. Vâng ạ. Đồng hồ đối với anh là hiểu biết về đồng hồ là con Vâng số ạ. 0. Vâng. Đấy, chính vì vậy hôm nay là mới nhờ em là tư vấn Vâng ạ. thêm. Thì lát nữa thì mình chạy xe một vòng, mình cảm nhận trải nghiệm cái xe này rồi Rồi. quay về cửa hàng em. Rồi em sẽ nhờ bạn cửa hàng trưởng để tư vấn cho anh Rồi. về chuyên môn, về những cỗ máy thời gian đấy. Vâng ạ. Tại sao nó giá trị như thế? Em là người đam mê đồng hồ. Vâng ạ. Em cũng đam mê những cỗ máy về xe cộ nữa, xe Nhưng hơi khi nữa. mà gặp em sau một hai vài trận đấu thì Vâng. mới hiểu là em cũng rất đam mê về những siêu Vâng. phẩm của người Đức, Vâng đấy ạ. chính là Porsche. Và chắc chắn là ngày hôm nay sẽ có nhiều câu chuyện thú vị bên quanh quanh những cái cỗ máy thời gian và những cái cỗ Ok máy siêu chính xác như anh. thế Vâng này. ạ. Thì anh đang đeo một trong những thương hiệu xa xỉ lâu đời và lớn nhất trong giới đồng hồ, đó là Patek Philippe. Rồi. Vâng, còn chiếc anh đang trên tay đây là chiếc Richard Mille. Richard Mille, Vâng ạ. chiếc này hôm trước anh thấy Chủ tịch Nguyên năm 68 Có đeo ạ. có Đúng rồi đeo ạ. đấy. Vâng. Thực ra thì đối với những chiếc xe kiểu như là 911 Vâng. hay là những chiếc Cayenne Vâng. thì anh vẫn hay chia sẻ với mọi người, quý vị và các bạn ấy, là mình phải đi hỏi ai, nhờ những ai chia sẻ, đấy là chính là những người sở hữu, chủ sở Vâng ạ. hữu thì mới chia sẻ xác thực nhất được, cái đấy là một cái sự thật đó. Nhưng có một cái điều cũng rất vui là giá trị những cái option mà mình hay gọi là trên Porsche ấy, Vâng nó ạ. rất là giá trị rồi, Đúng rồi. nhưng đôi khi anh chưa thể bia hiểu được một chiếc đồng hồ như thế này lại có giá ngang một chiếc GLS Maybach một bản đầu tiên về thị trường Việt Nam. Mà tại sao một chiếc Patek Philippe như thế này Vâng. có thể ngang một chiếc Porsche? À. Đó, thì ngày hôm nay là cũng phải nhờ em chia sẻ thêm. Và trong cái câu chuyện của mình với cả Tommy thì Tommy cũng chia sẻ một cái yếu tố rất hay là cái chức năng nâng gầm Vâng ạ. trên chiếc 911 này. Rồi. Nó có thể nâng hạ gầm. Nó có thể nâng hạ gầm để mình ra vào các cái khu chung cư hầm chung hoặc cư. là lên vỉa hè cao thì mình có thể mình di chuyển và mình thoải mái mình lên được, mình Rồi. không sợ đi những các xe gầm thấp khác, xe thể Rồi. thao khác. Rồi. Nhưng nó còn một cái điểm hay nữa mà trong cái câu chuyện trước khi chúng tôi ghi hình thì tôi mình cũng có chia sẻ rằng nếu như bạn muốn nhớ lại cái độ cao của gầm đấy và chiếc xe này sẽ nhớ tại đúng cái vị trí như vậy Vâng ạ. và lần sau đến đấy là Anh chỉ xe cần bấm nút và anh ấn xếp lại là nó sẽ lưu vị trí mà anh khi anh muốn nâng lên, và khi đương nhiên là khi anh đến vị trí đấy bất kỳ lúc nào nó sẽ tự nâng gầm cho mình. đó Vâng. đấy mới là cái điều đặc biệt. Nếu như những người mà sở hữu những chiếc 911 này có những cái tính năng như thế này thì nên lưu lại một cái địa chỉ, chút nữa mình sẽ ghi hình lại cho mọi người xem và thử luôn cái tính năng cho mọi người. Thực ra nói về những cái siêu phẩm của người Đức ấy, Porsche Vâng là một cái thương hiệu anh cũng vô cùng là yêu thích, nhất là em cũng rất tại yêu thích nó từ hồi tại địa bé điểm rồi, này. nhìn cái logo đã thấy mê rồi anh. Mê rồi. Logo có cái khiên này, có cái ngựa này, trời ơi. Nhưng mà em giỏi quá, em không chỉ Vâng. một mà hai, là chỉ có rất có thể là Đúng ba. Nó có những cái mối liên hệ rất liên quan Vâng. đến những chiếc đồng hồ như này, ví dụ như những Sao? cái này, những cái driver mode này Đúng đó, rồi, hay là lại những có cái chức đồng năng hồ. Sport, Sport Plus hay Đúng rồi, Individual là đúng rồi, đúng do rồi, mình tùy chọn. đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi thật một chút, nếu như em là một chuyên gia về đồng hồ, phải nói là như vậy. Nếu thôi anh ạ, mình em đang trong quá trình học hỏi, nâng cấp bản thân dần dần. Vậy Vâng. cái thương hiệu nào Vâng. nó phù hợp với chiếc thương hiệu Porsche này? Porsche này là một dòng xe thể thao. Và nó hơi gọi là
cá tính một chút. Rồi. Nên là Richard Mueller sẽ hợp với lại vâng ạ, nó hợp với cuộc chơi nhất. Hợp với cuộc chơi nhất. Vâng ạ. Ok. Tại vì kiểu dáng Richard Mueller đặc trưng. Vâng. Nhưng mà nếu mà nói về một cặp đôi huyền thoại thì em đang là sở hữu cả hai đấy. Có một cái điều mà khi mà anh bước đến Boat Luxury ấy, vâng, để trước khi lái chiếc xe này ấy, thì anh thấy có một cái tính năng rất là hay, vâng, mà anh cảm nhận được đấy là individual. Vâng ạ. Tức là cảm nhận được em có thể cá nhân hóa những chiếc đồng hồ cho những cái chủ xe. Đúng như vậy luôn đúng không anh? Đúng đúng. Đấy là tức là anh cảm nhận được. Vâng. Thì ngay bây giờ mình sẽ không để quý vị các bạn chờ lâu nữa. Vâng. Chúng ta sẽ cùng khám phá về những cái cỗ máy thời gian, những siêu phẩm, những tuyệt phẩm. Khi lùi nhìn vâng, mông kìa. Nó trườn ra anh nhỉ? Nó trườn ra. Cái bánh lốp sau của nó đấy. Mấy con này là bộ mâm của nó mấy trăm triệu, cho nên thường thì anh hơi cẩn thận. Vâng ạ, lùi xa xa một xíu. Xa xa một tí. Em cũng hay thế. Không bao giờ cố để sát. Bây giờ nghe rõ tiếng pô à? Nãy giờ thực ra anh em chưa nẹt pô đâu. Hôm nay nhẹ nhàng. Cho nên là nếu như vậy thì anh nghĩ là mình nên đổi xe. Nhưng mà trước khi đổi xe thì mình cũng phải... Nhưng mà vấn đề là tiền đâu thì anh không nói đúng không? Không, nhưng mà trước khi đổi xe thì mình phải nghĩ là mình phải chọn một cái đồng hồ nó phù hợp. Vâng. Thì okay, đây là địa chỉ là Boat Luxury. Một cái điểm mà hôm nay mình sẽ mời quý vị các bạn ngắm những cái tuyệt tác, kiệt tác về thời gian. Tạm biệt Tommy, dạ, lại gặp chào. Nam, chào em. Chà. Hôm nay thì anh rất mong muốn tìm hiểu về những cỗ máy thời gian. Dạ vâng. Và đã có hẹn với cả Tommy hôm trước rồi. Dạ vâng. 60 Ngô Quyền Boat Luxury, một địa chỉ quá nổi tiếng rồi. Dạ. Đấy. Thì như hiện tại trước mặt anh đứng đây, em phân đồng hồ bên em thì em phân ra các tủ. Dạ. Hiện tại về cái tủ này thì là bên em trưng bày nhiều về Rolex. Dạ. Và như Rolex sẽ có thể sở hữu một số dòng mình có thể dễ nhận diện, đây là dòng Desert này. Dạ. Desert này anh có thể nhìn thấy nó đặc điểm chung của nó thì nó sẽ có cái dây Jubilee này, nó là dây mic vàng ở giữa và hai bên là thép. À. Và khoảng sở hữu như một số dòng Daydate bên này. Rồi. Thì nó sẽ là bằng vàng nguyên khối toàn bộ. Ồ. Chiếc này thì là Rolex 126710 BLRO, hay còn gọi là dòng Pepsi. Rồi. Cái chiếc này thì hiện tại bên em đang bán là 27.000 đô đồng hồ mới ạ. Là mới tinh 100% đấy. Vâng ạ. Bóc tem luôn. Đúng rồi vâng ạ. Nhưng mà anh em bảo là đeo Rolex bây giờ còn có khi đang còn có lãi. Cái đấy nó đúng đấy anh ạ. Tại vì thực ra là so với giá của 2 đến 3 năm trước ấy, thì hiện tại bây giờ cũng có một số nhiều mẫu Rolex là tăng gấp đôi so với thời điểm đấy thôi. Tăng luôn. Vâng, nếu thời điểm đấy mình mua mà một chiếc đồng hồ lướt chẳng hạn thì đến thời điểm này mình dùng có lãi nó đương nhiên rồi anh ạ. Trong những dòng xa xỉ thì là Rolex là một trong dòng đầu tiên về Việt Nam. À. Và khách hàng mình chuộng cái dòng này đầu tiên. Rồi. Sau đó thì thị trường càng ngày càng mở rộng thì cũng biết đến các hãng khác như kiểu Hublot này. Rồi. Và cao hơn thì có Patek và Richard Mille. Như bên em phân phối ấy thì thường thường bên em phân phối dòng khoảng từ 10.000 đến khoảng hơn 100.000. Ngoài ra cũng có một số dòng nó cao hơn thì mình có thể mình đặt hàng về cho khách được. Ví dụ như đi một chiếc 911 hay một chiếc KM thì theo em thì nên phối với cái dòng nào là nó phù hợp? Ví dụ như là thực ra nếu mà để mà so sánh giữa 911 KM thì mình em nên chuyển qua dòng này. Dòng này. Anh vâng. Đây là chiếc Richard Mille này anh ạ. À. Vâng, cái chiếc này thì nó là RM6101 Ultimate Edition Johann Black. Đoàn. Vâng, nó là bản giới hạn 150 chiếc toàn thế giới ạ. 150 chiếc toàn thế giới. Và chiếc này anh nghe đâu nó khoảng bằng chiếc Maybach GLS. Một trong những chiếc đầu tiên về Việt Nam nó khoảng 17-18 gì đấy. Dạ vâng đúng rồi anh ạ. Chiếc này nếu mà trị giá của nó thì theo thị trường thì nó khoảng bao tiền? Như hiện tại bên em đang bán là 660.000 đô anh ạ. Thế thì nhân lên là khoảng 17 khoảng, nó cũng khoảng rất xỉ khoảng 16 tỷ mấy đấy. 16 tỷ mấy, gần vâng. 17 tỷ. Vâng. Nhưng mà vì sao nó lại có cái giá trị lấy ra cho anh xem thử trên này. Như cái chiếc này thì nó khá là tương đồng với dòng siêu xe đấy. Tại vì nó chất liệu bên ngoài nó thì đều là carbon. Em thấy siêu xe dùng xếp loại rất là nhiều. Đúng rồi, vâng. Chỉ những xe sang siêu sang như Bugatti, dạ, vâng, gì gì đấy thì mới là full carbon. Thì chiếc vâng, này là cũng full carbon này, vâng. Nhưng mà cái carbon này đặc biệt nó là carbon NTPT, nghĩa là một loại carbon độc quyền của RM. Nó không giống như là carbon khác. À, vâng. Và nó rất nhẹ. Đúng rồi ạ. Nó nhẹ đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có 30g thôi ạ.
À và cái này nó lại nhìn xuyên thấu ra sau này. Dạ vâng. Cái dòng này là dòng máy cót anh ạ. Uh-huh. Nó sẽ là nhìn được xuyên thấu vào máy bên trong. Đây, ví dụ ngắm như này này, sẽ thấy được này. Đó. Và ngược lại là nhìn thấy xuyên cỗ máy như thế này. Vâng. Và toàn bộ hệ bánh răng nó thuần cơ khí ra 100%. Cái thuần cơ khí 100% đấy ạ. Nó khá giống là các cái cơ khí bánh răng trên ô tô đấy ạ. Đúng rồi, mà trên những chiếc siêu xe thể thao ấy. Vâng, đúng rồi. Hoạt động nó vô cùng chính xác thì những cái này anh nghĩ nó còn độ chính xác nó còn phải cao hơn rất nhiều lần. Đúng rồi, vâng. Ừ. Ngoài ra nó còn gì đặc biệt nữa không em? Về cái phần đặc biệt chính thì ra là về cái tên thương hiệu đó đấy. Tại vì Richard Mille thì bây giờ là cũng là một trong những cái hãng mà hàng đầu thế giới bây giờ. Rồi. Dạ vâng. Thì hiện tại bây giờ thì có Richard Mille và Patek Philippe là hai hãng hàng đầu. Nhưng mà Patek Philippe thì thường thiên về những người kiểu như là về chính trị gia. Còn lại về đây. Đúng rồi ạ, đi xe là đèo đấy. Hoặc là còn lại cái chiếc RM thì nó sẽ thương về như kiểu là doanh nhân là trẻ trung hơn, như kiểu mình thích về siêu xe chẳng hạn. À rồi, rồi rồi rồi. Ví dụ nhìn anh nhìn thấy này là dành cho nam nhân. Dạ. Cho mỹ nhân hình như nó là chiếc này. Đúng rồi ạ. Anh có thể xem được không? Dạ vâng, để bạn lấy xem. Nếu như là anh nhá thì tại thị trường Việt Nam ấy thì nếu mà anh sẽ tư vấn ấy, dạ, xin chia sẻ ấy, dạ, thì là cái này này. Nên đi với chiếc 911 này. Đúng rồi. Bản turbo. Còn đấy, chiếc này thì anh nghĩ là đi với Macan cho chị em đi là hợp lý này. Hoặc Panamera ok. Dạ vâng. Đó. Chiếc này thì nó có cái gì đặc biệt đây? Cái chiếc này phiên bản đặc biệt thì thường là những cái mẫu RM nữ ấy, thì nó sẽ là dây cao su. Và cái bản đặc biệt này nó sẽ là dây cũng là mix vàng đấy ạ. À. Dạ vâng. Và dòng RM07 này hiện tại cũng là một những dòng mà được ưa chuộng nhất của nữ trong Richard Mille. Cũng là được ưa chuộng nhất. Vâng ạ. À. Ừ. Toàn bộ là vàng hết. Và chiếc này là new chứ? À, và new ạ. New. Và cái phần thân vỏ nó cũng là carbon đấy anh ạ. Cũng là carbon. Vâng ạ. Nhưng bởi vì là có thêm kim loại là vàng. Vâng. Thế cho nên nó sẽ nặng hơn chiếc này. Vâng, đúng rồi anh ạ. Và bốn của em vừa nói là 400 bao nhiêu? 405 ngàn anh ạ. 405 ngàn nếu nhân tỷ giá bây giờ là cũng sát về 9 tỷ rồi. Dạ đúng rồi, vâng. 925. Vâng. À. Anh biết anh Minh Nhựa hay dùng cái dòng Richard Mille. Thường thì những anh mà thích về dòng siêu xe ấy, à, mà thì cũng rất là hay thích về Richard Mille. Dạ. Dạ vâng. Và nhìn thì cũng mê luôn. Dạ. Lại có cả bản rồng rồi cái bản vô cùng đặc biệt. Vâng, Richard Mille thì phân khúc của nó thì dao động thì hiện tại là rơi khoảng tầm 200 ngàn đổ lên. 200 ngàn đổ lên. Vâng, khoảng 200 ngàn đổ lên là mức nhất. Rồi. Vâng. Như vậy nó nếu mà được đánh giá thì nó sẽ là thương hiệu siêu xe. Vâng. Siêu về mức giá trung bình thì là nó là hiện tại đang là mức giá trung cái mẫu đồng hồ có mức giá trung bình cao nhất thế giới. Nhưng dành cho những gọi là mình hay gọi là chủ tịch khởi nghiệp thì nó có những cái dòng nào nó hợp lý? Nếu mà hợp lý hơn một chút thì anh có thể dòng ra sàn Hublot. Hublot thì tại hiện tại cũng đang rất là phát triển ở Việt Nam và mọi người rất là chuộng. Uh-huh. Và về giống như là về Rolex thì là một trong những hãng mà đầu tiên về đây và được những người mà trung tuổi thích yêu thích. Đúng rồi. Thì Hublot thì sẽ là những người mà phân khúc trẻ hơn, trẻ khoảng hơn, tầm từ 20 đến khoảng tầm 35-40. Và rất nhiều mẫu mã giá nhá. Anh nghĩ là sắp kết thúc năm tài chính rồi, đến tháng 3 là kết thúc năm tài chính, bây giờ là tháng 12 rồi. Được. Cho nên anh em nào mà tổng kết mua tặng bạn gái cái này ở tháng 3 nhân dịp mùng 8 tháng 3 là cũng đẹp dài luôn. Được. Đó. Nếu mà về Hublot thì nó sẽ dao động khoảng giá từ 6 đến 7 nghìn đô mỗi thấp nhất. À. Và cao hơn thì nó ra giải rác đến khoảng 50 ngàn đấy ạ. À. Vâng. Tức là bên mình là cũng đủ hết. Vâng. Như vậy thì nghe cái này thì anh mới hoàn hồn lại được. Bên này là Frank Mueller anh ạ. Frank Mueller. Vâng. Cái Frank Mueller này nếu mà so với thương hiệu Hublot này thì như thế nào? Về phân khúc thì nó là ngang nhau anh ạ. Cũng ngang nhau. Vâng, ngang nhau. Ừ. Nhưng mà hiện tại thì Hublot thì em thấy được yêu chuộng hơn và nhiều người thích hơn. À. Vâng. Dạ, bên này cũng có là Hublot anh ạ. Nhưng bên này thì là em trưng lên chiếc đồng hồ của nữ. Những cái này là mình cũng phân phối tại thị trường Việt Nam. Dạ vâng. Và vâng, có lựa chọn kể cả hàng mới 100%. Vâng. Và qua sử dụng, ví dụ hàng mới 100% trong cái dãy sản phẩm này thì cái chi phí nó sẽ như hiện tại dòng này thì nó dao động khoảng tầm từ 8.000 đến khoảng hơn 20.000 anh ạ. Hơn 20.000. Vâng. Thường thì nữ thì cái phân khúc giá thì thường sẽ về đồng hồ cơ bản nó sẽ thấp hơn nam một chút. Tại vì là nam thì thường sẽ thích về những độ máy móc thứ thì phức tạp hơn thì giá nó cao hơn. À. Dạ vâng. Nói chung đồ chơi của những người đàn ông thì to cũng có mà nhỏ cũng có. Vâng. Một chiếc như thế này nó dao động từ 8 đến 20 ngàn, tức là mình quy ra là xe hạng A, nhưng mà nếu sang những phân khúc như thế này thì mình cứ quy ra những cái dòng như là Maybach, Bentley,
rồi thậm chí là có những sản phẩm là Rolls Royce chẳng hạn, hoặc là nói sang thương hiệu thể thao nó sẽ là Lamborghini hay là Ferrari. Đó. Ở đây thì là nó có cả Virtu. Dạ vâng ạ. Nói cái thương hiệu này thì thôi, hôm nay anh phải rất là cảm ơn em về cái sự chia sẻ. Tức là hôm nay là anh cũng chắc là cũng chỉ hiểu gọi là qua một phần thôi. Dạ, chắc chắn sẽ còn quay lại với em với Boat Luxury với những cái siêu phẩm kiểu như thế này. Dạ vâng. Và ngoài ra những cái mặt hàng mà hợp lý cho đại đa số thì cũng sẽ có. Dạ, đúng. Và rồi. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái này anh nhờ em đi. Dạ vâng. Cái này của anh dùng cũ rồi. Vâng. Thế bây giờ cũng phải làm mới lại này, logo của Auto Daily luôn. Đấy. Thì đây. Vâng. Thì anh cũng muốn vâng. Như trước tư vấn hộ anh là mình dùng cũng một thời gian rồi đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, thì thực ra như cái dòng Virtu này này thì nó có một nhược điểm là đằng sau nó bằng da rất là đẹp, nhưng mà nó lại nhược điểm là mình dùng một thời gian cái mồ hôi mình ra ấy, thì nó sẽ bị phần cũ đi. Nó cũng như trên da ô tô thôi. Đúng da rồi. Xịn thì nó phải chịu khấu hao và mài mòn theo thời gian. Vâng. Đó. Thì cái này thì anh hao mòn đấy. Em sẽ làm mới cho anh và sẽ xử lý phần thay phần tai cho anh được. Nói chung để uy tín thì cứ để lại thôi, nhưng mà chắc là cho anh xin lại cái sim. Dạ vâng. Ok ạ. Để em xử lý xong rồi chắc khoảng 2 ngày. Ok. 3 ngày thì xong thì em sẽ báo cho anh. Cứ đầu tuần thôi, không dạ, vấn vâng. đề gì. Vâng. Đó. Rồi cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Hẹn những siêu phẩm trong thời gian sắp tới.